Tổ khoa học tự nhiên có một cái truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Các đồng chí trong tổ khoa học tự nhiên luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Với tổng số lượng 18 các đồng chí trong tổ khoa học tự nhiên, các đồng chí đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Các đồng chí luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và hoàn thành xuất sắc công việc được giao, và luôn đạt và vượt các chỉ tiêu mà nhà trường và cấp trên của ngành giao cho. Chúng tôi rất tự hào trong 50 năm xây dựng và trưởng thành là những người đã trực tiếp được công tác và giảng dạy dưới mái trường Trung học cơ sở Trực Thái. Đó là một điều rất vinh dự, tự hào. Sự thành công của nhà trường trong đó có sự đóng góp của các đồng chí trong tổ khoa học tự nhiên, góp phần không nhỏ trong sự thành công chung của nhà trường. 50 năm xây dựng và trưởng thành, chúng tôi có quyền được tự hào về những cái thành tích mà nhà trường đã đạt được, trong đó có bàn tay, sự đóng góp chung xây của các đồng chí trong tổ khoa học tự nhiên. Tổ khoa học tự nhiên nhiều năm liền đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Có được điều đó do sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường cũng như các đồng chí trong tổ có tinh thần quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực hết mình vì thành tích của nhà trường. Và đến giờ phút này có thể nói rằng chúng tôi rất tự hào 50 năm xây dựng và trưởng thành. Đó là một sự thành công rất lớn của trường Trung học cơ sở Trực Thái nói chung và tổ khoa học tự nhiên chúng tôi. Và xin chân trọng cảm ơn.